Tiệm game của chị thường xuyên hoạt động quá giờ quy định. Nếu chị còn tiếp tục tái phạm một lần nữa, chúng tôi buộc phải có biện pháp mạnh. Nè, bà làm gì vậy? Tôi đang máu mà. Mày ra mày tiếp ông già mày kìa. Tú, ba. Tú. Dạ. Đáng lẽ giờ này cô đã học thêm mà. Tại sao cô lại ở đây? Ba, sao ba lại ở đây vậy? Con. Tú. Tú. Alo. Alo. Hôm nay ông có đi tuần tra không? Không. Tôi đang ở cơ quan. Tôi biết ông ở cơ quan rồi. Ông liệu hồn đó nha. Có đi trực ở đâu á cũng báo cho tôi biết một tiếng nghe chưa? Tôi biết rồi. Đừng có bày đặt mèo mỡ bồ bịch. Rồi hả, nó đi tuần tra. Có tuần tra điểm nào á cũng báo cho tôi biết, để tôi kiểm tra nghe không? Bà có biết như vậy là vi phạm không? Tôi không có cần biết quy định điều lệ gì hết trơn á. Tôi là vợ ông. Tôi chỉ cần biết chồng của mình có bồ bịch mèo mỡ gì hay không. Thôi được rồi. Tôi đi đâu sẽ báo cho bà biết. Bây giờ tôi tắt máy nha. Còn làm việc nữa.